Pome Pin Học Hạc Sương, nhân dân Pú Hô Lưng Sáng Sòn, bộ đội biên phòng, đẩy phương in xã dần bay, đánh ót luôn khát sàn, cắp choi giờ dần mương. Chứ chăm kham bó lăng sòn, không Pú Hô. Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu có năm diệt lại năng về dệt chọc khọ, choi giờ dần mương phủng đèn đình, tờ bắt tét tênh bổng kìn đề rú, cắp nho sùng lùng hủ, không dần mương. Đồn biên phòng Ca Lăng đóng quân rú xã Ca Lăng, huyện Mường Tè, đơn vị đẩy rào năm diện năng về quản lý bảy chữ theo tang đèn điện khi cài sao pet phải hốc hoi xí xếp sòng cài số, quản lý bảy chữ xí sao lắc đèn điện, quản lý dòng xá lò xá Ca Lăng cấp xá Tà Ba. Diệt tòa khám bón lăng sòn không Phú Hộ, phương bì cải mạ, đơn vị lưng khát khiên năm diện chung lông quản lý bảy chữ theo tang đèn điện, bom nặn, cán bộ chiến sĩ cùng đơn vị nhân xã trời sung tàng tánh vùng tình an nhàn bảo an sinh xã hội cấp cho giờ dần mương mà pe diệt dần tàng tánh bản nam ấy. Em học diệt tòi khám bó lăng sòn khổng Phú Hộ, cán bộ chiến sĩ đơn vị có tấm tên lung bảy bản na ven xanh xương trung úy Lý Duy Khánh, đội trưởng đội nếu chơ đối cấp ai Khánh cò quén khơi cấp chu thèo tang từng làng hơn dần rú phùng ai phụ trách báo giản phồn đét ai lưng lung bày cơ sở nếu chớ giáo hụ nàng về dệt tử té năn lò năm diệt đi nàng về nếu chớ tủng pô lông khát sản cùng dần bày. Thì bản thân tôi đã giữ cùng đội chào tôi khỏi còn lưng phòng cắp phương đồng chí cùng đơn vị sở trời chiến pháo hải pome vầy pome mà cái kinh tế xã hội on ba pome tẩy lên sát xính phú cò cho khổ cắp nằm đình không để phường cô dân cải mạ cho tôi khỏi cò lưng phòng cắp đơn vị trên báo nếu chưa quân dân vào ma luật biên phòng Việt Nam lò quân đội trưởng cho tôi khỏi lưng tẩy cứng cùng phương hạ phong vậy diệt mùm nàng về đi hơn mới cùng gian phải nào tu dưỡng bản thân hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Diệt về rú phùng quảng, phùng kín đê rú không po me nhăng lại cắt khó ướt ra. Mi lại thôn bản, tang bảy ba nhăng lại ra trạ, lò tang đình, phùng mừng. Phương sương nặn, mọi cán bộ chiến sĩ đôn biển phòng Ca Lăng, cò khẳng tánh nam diệt lại luôn, vẩy tánh on luôn khát sàn, không tình dần, cắp cho giờ quân dần mà phê kinh tế. Té pưng mô hình mà phê kinh tế kết đẩy lăng đi, có đẩy pưng cán bộ chiến sĩ biển phòng, nam diệt tô quảng rú vương thôn bản cho giờ bồng kịp lê rú không quân dần mử hương đầy nho khẩn từ tế năn yên trai bom các bộ đội biên phòng bảy chư mản hăn khóp năm đèn đìn không điện mương biên phòng đã tuyên truyền cho nhân dân bộ đội biên phòng cò lung mặt tiền báo hỏi quân dần on chỉ quân dần mà phát kinh tế xung bảy chư trở tăng đèn đìn cẩm phong hoan rằng căn ngăn bưng quân bảy cài phùng đèn điện ít phép về phòng chống ma túy. Bây chở rút chầm dần bay, bàn bánh bưng khủ ra trà, xốp vào bảy bỏm các vây dệt, cò giết hải po me tìm chở xã bưng ai bộ đội phù hộ, các lim bưng ai xương bưng cùn cùng chỗ hơn. Khu nỉ cò choi giờ đôn biên phòng Ca Lăng, mi bón bưng ỉnh màn hăn, cò vết xương tảng tánh, nả chân tinh dần màn hanh phùng đèn điện. Mọi quân dần rút nỉ, cò cất pin sau lác, hôm phân bảy chữ chảo quyết an ninh đèn đìn không điền mương bòi bơn té sòng hót sàm tơ báu nắp và phùn đét viên khân po me cò lưng bòm cắp pưng chủng mũ bộ đội biên phòng xung tuần trà theo tang sầu lắc đèn đìn tánh o nả chân tình dần màn hanh phùng đèn đìn không điền mương. Ngoài việc là tuyên truyền vận động quần chúng nói về trên báo dần bay năm diệt đi pưng lông tang không đảng chính sách pháp luật không hơn nước đôn biên phòng nhăng lung bày cho giờ quân dân mà phát kinh tế dọn cạt nó đàn ó cho giờ quân dân kẻ khay diệt hại pơ làm mã phà phùn đã ó vậy quân dân men văn tật tình bổng kiến để rú dọn khẩn lò hà phong phúc chư tình dân xung bày chư an ninh tổ quốc bày chư an ninh đàn đình phòng điện mương cùng bàn mương máu tánh ó phương tổ hạ quản rú phương thuần bản bày chư theo tăng đèn đìn sau lắc đèn đìn cai nản khổ hôm phân tái on là trên biển phòng tình dần màn hăn.
tự quản đường biên cột mốc. Các bưng về diệt chảnh thí pòm các pome dần mương hún ảnh không phương ai bộ đội biên phòng có cất biển lông quén khơi đối các quân dân cất biển khổ cái cho giờ đôn biên phòng ca lăng diệt mủng năng về chính trị đại giàu có hôm cổng hành pòm các bộ đội biên phòng tình cá tình bảy chữ an ninh đèn đình tình an bản mương rú cùng phụng gian cải mạ đôn biên phòng phá tán huyền xin hồ có pòm cắp cấp ủy chính quyền địa phương tấm then về truyền báo nếu chớ dần bay trước năm đi phương luông tăng khổng đảng chính sách pháp luật khổng hơn nước pòm cắp năm lầu cử cán bộ chức châu lông bày cho giờ phương cho hơn cạt khó on chỉ luông diệt dần mà pe kinh tế cai nằn hôm phân nho sùng phồn kìn để rú khổng quân dân mi khủ ngai pòm cắp bộ đội biên phòng cùng về quản lý phải chư chảo quyền đèn đình khổng điền mương mô hình cảnh mù khổng đôn biên phòng phá tan pòm cắp hội phủ nhĩnh công an tỉnh Phú Thọ các hội phủ nhĩnh thành phố Việt Trì nằm diệt té bờn chết vì sòng văn sao sòng có cho giờ sao xí cho hơn dần là hội viên phủ nhĩnh cuồng xá mi khủ ngai diệt dần mà pe kinh tế cho hơn làng cài bờn nưng cổng lũng ỏn pa khổng bộ đội biên phòng cùng tàng tánh kho quăng kỹ thuật tảnh lên mô hình cò cướp đẩy đang đi hèn mù không phưng cho hơn mà pe bấu mì o trò hà để lúc cho giờ phòng đôn biển phòng và tăn ở mù mà ở tành các hội liên hiệp phủ nhĩnh cho hơn cỏ hồn mừng tại khay của chí mi khủ ngài mà pe kinh tế tận tình phổ kiến đầy rú cho hơn chí cố hành tành hèn mù vậy tận tình phổ kiến đầy rú hải quân dân phùng đèn đìn gian kẻ mạ cán bộ chiến sĩ đôn biển phòng và tăn cò pan về hở cán bộ lung vầy từng bản từng cho hơn dần vẩy on trị cánh âu cò pú tổ thành khẩu diệt dần xù phương khu lắng ngon khổng khoa học kỹ thuật cuồng diệt dần hot khay lai mô hình kinh tế đẩy tánh ó cò cần đẩy lăng đi quân dân cuồng xá cò tìm chơ yên chờ xá lung on trị diệt kinh tế khổng cán bộ biên phòng thực hiện cả các cái chương trình kế hoạch cuộc phương vị cải mạ mưa khỏi cò lung vầy phương bản nếu chưa có mẹ dần mương tái o mô hình kinh tế từ tên hăn cò năm diện phương năng về giáo viên cấp năm diện năng về chính trị khổng đơn vị do đơn vị quản lý đơn vị cò trên báo po mẹ phiến thái cò phú tổ tỉnh chọc khỏ cấp nằm đình khổng địa phương phong nằm tái óc phương mô hình kinh tế vậy cho giờ quân dân và phát kinh tế dọn cặt lực lượng là thường xuyên là tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi các phương năng về cùng chiến báo lò bày chở rũ trầm dần bay mì trách nhiệm cấp dần phương cán bộ chiến sĩ đôn biên phòng phá tắt khổng huyền xiền hồ cò bày pòm các vùng kìm để rũ khổng quân dân cho giờ quân dân mà phát kinh tế văn hóa xã hội ép học diệt tòi khám báo lan sòn khổng phú hô cán bộ chiến sĩ đơn vị lưng pòm cắp dần bay báu giàn khổ khún bắp mò khản tánh cho giờ pome chưa cần cai nằn cho giờ pome tìm trả hờn mà ứ cùng luôn on pa khổng đảng cắp mì trách nhiệm hờn cùng về bảy chữ tình an đèn đìn bản thân tôi thì trong thời gian qua cài về ép học diệt tòi vẹn hùng phù hộ cho tôi khỏi cò lưng pòm cắp phương đồng chí đồng đội cùng đơn vị lung phẩy phủng vầy choi giờ quân dân phú bùng tảnh linh cách chăn nuôi vầy hạ pho mè mà phải kinh tế giống cả nuôi lợn này như là nuôi trồng trọt vầy chở rú chầm dần vầy hiến phăng dần vầy so hà luôn choi giờ ăn ăn lò pưng nang về lưng đẩy pưng cán bộ chiến sĩ đôn biên phòng phá tan nam diệt vầy tánh ót nả chân tình dần mản hăn cuồng nặn tao hôm mi nang kham hở cấp ủy chính quyền địa phương tệ tình bón rú dần vầy vòng các mạp he kinh tế xã hội nhận vào quốc phòng an ninh rú bưng xá đần đình bứng lẽ vai nhảy dần vầy ó khói bón hiểm hại on pa nếu trước quân dần vầy rú phùng đần đình tó cắp năn bưng cho hơn diện dần rú phùng đần đình cỏ tánh ó bưng tổ há quản phúc chữ hà phong tinh dần vầy chữ thèo tăng sầu lắc đần đình thực hiện thì năm diện chỉ thị công hạ khổng bộ chính trị mà sức tạm quốc hành ép học diệt tòi vẹn hùng phòng chủ tịch Hồ Chí Minh bàn on pa đôn biển phòng và thắn có tổ chức ép học vẩy nho dùng hỗ trợ trách nhiệm phòng cán bộ đảng viên
vòng nằm tái ngõ chương trình kế hoạch làm diệt về ép học diệt tỏi vạn hùng phù hộ chảnh thí lò nho sù hồ trời không cán bộ đảng viên cùng về làm diệt nào về đại giàu tảng tánh đơn vị bót sài bản hành chu rừng khát khiên các chính quyền địa phương tảng tánh mô hình choi giờ quân dân mà cái kinh tế xã hội đón cạt tấm tên tuần trà bảy chư theo tang đền đình sáu lắc đền đình cai nằn choi giờ cán bộ chiến sĩ từ bắt nho sùng hồ trời trách nhiệm cùng nam diệt đang về đại giàu mục tiêu biểu tó cáp lũng pùn không đảng cáp còng lũng ổn pa không bộ tư lệnh bộ đội biên phòng Việt Nam chủ mũ bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu có phúc hạnh ép học diệt tỏi khám bó lăng sòn khổng phù hộ nam diệt cực đẩy lăng đi phương lông tăng khổng đảng chính sách pháp luật khổng hơn mương mà phải kinh tế xã hội nhận vào quốc phòng an ninh phùng đèn điền nhờ diệt đi về tảng tánh nả chân tinh dần xương nằm hòng an ninh chính trị phùng đèn điền khổng tỉnh có đẩy tật tình cấp ủy chính quyền phường xã đèn điền cấp dần bay trong năm đi phương lông tăng khổng đảng chính sách pháp luật khổng hơn mương quy định khổng địa phương yên trời dễ dợn. Thì trong những cái năm vừa qua cùng phương bì cài mạ vậy bảy chữ mạn hăn đèn đình bảy chữ an ninh đèn đình bộ đội biên phòng có năm diệt lại luôn cuồng nặn tóc hôm sáu tánh o kế hoạch nả chân biên phòng tình dân vài dân bay xung bảy chữ chầu quyên đèn đình các mọi quân dân chỉ lò sầu lắc vậy bảy chữ chầu quyên đèn đình không điền mương vậy chết đi về nặn bộ đội biên phòng tỉnh có năm diệt lại chương trình cho giờ dần bay tiền chờ kiền rú diệt dần chú phùng cần điền phòng cắp năn lò nho sùng hồ trời phòng cắp bộ đội biên phòng bảy chư màn hăn chầu quyên đèn điền không điền mương bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biên giới vương pì cài mạ đôn biên phòng tỉnh Lai Châu lưng năm diệt đi lung pùn không đảng cuồng tảng tánh cánh bảy chư điền mương từ tay năn bưng in sát dần âu dần diệt cốt mọi quân dân phùng đèn đình lò sáu lắc lãnh đạo bộ chỉ huy lưng tánh o nả chân tình dần rú phùng đèn đình lò khủ rào kinh lò mai hành vẩy tánh o luôn khát sàn cuồng chu chở quân khát khiên quần sự an ninh đối ngoại tạo o nả chân biển phòng tình dần màn hăn hôm phần năm diệt cượt đẩy lăng đi về tảng tánh cánh bảy chư chảo quyết an ninh đèn đình không điền mương khi có kết luận 01 đi thì ngày làng chơ mi kết luân khẩu nâng mà sướp tạm năm diệt chỉ thị không hạ không bộ chính trị đảng bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu có khát khiên năm diệt tổ quảng họt bừng đơn vị rú cùng phùng tổ chức hàng cán bộ chiến sĩ rú cùng phùng ép học diệt tòi vẹn hùng khổng chủ tịch Hồ Chí Minh mọi cán bộ chiến sĩ đăng ký về diệt nừng từ té năn tà o lồng hành cùng mọi cán bộ chiến sĩ cùng nam diệt đang về xung đáng lò ai bộ đội phù hộ tổ chức diệt đi về tổ chức sinh hoạt rú cơ sở vài hàng cán bộ chiến sĩ vào khẩn lang phẩu chẳng bòn khổng chầu pom nặn vào khẩn phương khủ gia cha khát khổng cùng chơ năm diệt năng về các cơm nở năm cái đặc trưng cơ bản của phẩm chất bộ đội của Hồ quân quân lính nung tháo thùng sờ khèo rú phùng đèn đình Lai Châu lưng chữ trầm cắp sáu chờ năm diệt tòi khám báo lăng sòn khổng phú hộ lưng bảy chữ đèn đình có hôm cổng hành phỏm cắp po me chủ trở quân bảy chữ màn hăn chầu quyên an ninh đèn đình khổng điền mương đối cắp phương ai đôn lò hơn đèn đình lò quế hơn po me chu trở quân lò pi chép nồng ó